Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và bạn một căn nhà ở đường Hồ Thị Kỷ, chợ Hoa Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà mình có kết cấu một trệt với hai lầu, ngang là hơn 4 mét và chiều sâu vô là 3 mét. Đó, nhà mình thì có giấy chủ quyền Hồng. Nhà một trệt với hai lầu, nằm ngay chỗ gần ngay chỗ phố ẩm thực của chợ Hoa Hồ Thị Kỷ nha. Dạ. Khu ẩm thực ngay cái khu ẩm thực luôn ha, ngay khu ẩm thực của chợ Hoa Hồ Thị Kỷ. Căn nhà này chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 850 triệu đồng ha, 1 tỷ 850 triệu đồng ha. Nếu đây là lần đầu tiên cô chú chị bạn xem kênh Nhà Đất Sài Thành Review Bất Sản thì cô chú chị bạn vui lòng đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo từ kênh Nhà Đất Sài Thành nha. Còn nếu mình đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Sài Thành Review Bất Sản rồi thì mình hãy chia sẻ video clip này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua một căn nhà giá dưới 2 tỷ ở ngay chỗ khu vực phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh này, để giúp cho họ tìm hiểu và mua được căn nhà ở ngay chợ Hoa này với giá cực kỳ hợp lý ha. Xin nhắc lại căn nhà này địa chỉ là 51/9A đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đang kêu bán căn nhà này với giá là 1 tỷ 850 triệu đồng, giá này có thương lượng chút đỉnh ha. Nhà chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên. Cô chú anh chị bạn nào cần mua một căn nhà trung tâm thì hãy gọi cho Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh Nhà Đất Sài Thành ha. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú chị bạn xem nhà và gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả cho cô chú chị bạn. Rồi mời cô chú chị bạn theo trên Vũ Hồng, Vũ Hồng sẽ review toàn bộ căn nhà này để cô chú chị bạn xem ha. Chị bạn ơi, Vũ Hồng đang ở bên cái hẻm 51 đường Hồ Thị Kỷ ha. Bên phía bên đó là đường Lê Hồng Phong. Chợ này người ta gọi bên đây cái khu phố ngoài, đây là khu ẩm thực của đường Hồ Thị Kỷ. Còn bên kia là chợ Campuchia, chợ Lê Hồng Phong là chợ Campuchia. Người ta gọi ra khu vực này là chợ Campuchia, cô chú anh chị bạn. Còn mé bên đây là đường Hồ Thị Kỷ nha. Bên đây là đường Hồ Thị Kỷ nè. Đường Hồ Thị Kỷ, hẻm này hẻm 51 ha. Đó, hẻm này hẻm 51. Thì Vũ Hồng đi ra một vòng để cô chú anh chị bạn nhìn hình dung cái khu vực này nha. Cô chú chị bạn nhìn ha, khu vực này là chợ Hoa đường Hồ Thị Kỷ nha. Còn sau lưng Vũ Hồng là cái khu ẩm thực, cái khu ẩm thực là sau lưng Vũ Hồng ha. Đây là chợ Hoa Hồ Thị Kỷ nha. Đó, đường này là chạy thẳng qua bên kia là Lý Thế Tổ. Đó, thẳng qua bên kia là đường Lý Thế Tổ ha. Còn bên đây là đường Hùng Vương, Hùng Vương dạy lên nha. Đó, đây là khu vực chợ Hoa Hồ Thị Kỷ ha. Mình đi vào hẻm này là hẻm 51 nha, hẻm 51 ha. Hẻm 51 mình đi thẳng bên kia là chợ Campuchia ha. Chợ cái khu này là khu ẩm thực nha, khu ẩm thực của đường Hồ Thị Kỷ ha. Chợ bên kia là chợ Lê Hồng Phong hay khu vực Campuchia á. Thì mình đi vô đây thì bên tay phải là số chẵn, bên tay trái là số lẻ, đối diện cái quán chỗ bán nước sâm là 51/12 nè. Mình sẽ rẽ vào, rẽ vào đây, rẽ vào đây ha, đối diện ngay chỗ tế kiệu, tế cái kiệu cầm đồ và cái chỗ buôn bán gạo nè ha. Mình đi vào nha. Căn nhà này có chủ quyền Hồng luôn nha, mua bán ký công chứng sang tên. Chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với giá là 1 tỷ 850 triệu ha, giá này còn thương lượng nha cô chú anh chị bạn. Nhà mình địa chỉ là 51/9A đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, nằm kế ngay cái khu ẩm thực với chợ Campuchia, chợ Lê Hồng Phong á. Hết chiều ngang nhà mình nè cô chú chị bạn nhìn ha, ở chiều ngang nhà mình đây ha, hẻm hông qua bên kia luôn nha. Thì đây là ở trên lầu nè, một trệt với hai lầu ha. Đó, một trệt với hai lầu, nhà mới toanh luôn nha. Ở đây vô thì ở đây là gian bếp, còn bên kia là nhà vệ sinh. Ở nhà mình thấy cao hơn mặt hẻm một chút xíu ha. Cửa thì cửa sắt bốn cánh, còn mảng tường đây dán tường cao ráo ha. Còn đây là cái ban công lấn ra được thêm khoảng 6 tấc ha. Ban công lấn ra 6 tấc nha. Ở nhà mình đây ha. Ra chợ là sát bên luôn nha. Đó, ra chợ nè. Ra chỗ nướng sâm này ha.
rồi rẽ bên phải là ra đường Hồ Thị Kỷ, rẽ trái là ra chợ Lê Hồng Phong, chợ Mucci ha, khu ẩm thực á. Thì nhà mình thì do nhà mình diện tích nhỏ nên chủ nhà làm tủ bếp dưới nè, tủ bếp trên thì làm tủ kịch trận luôn ha, đó để đồ rất là nhiều luôn nha, đó, đèn led trong đó luôn ha, cầu thang đi lên lầu 1 nè, lên lầu 2 luôn. Thì đây khu vực này là khu vực nhà vệ sinh, đó khu vực này là khu vực nhà vệ sinh ha, nhà vệ sinh thì làm bằng kính cường lực nha, đó kính cường lực ha, đó cô chú chị bạn nhìn ha, đó khu vực nhà vệ sinh của mình nè, khu vực nhà vệ sinh đây ha, bồn cầu một khối, nô tô, tường thì dán cao. À, cái này cũng xịn nha. Đó. Đây là cái nhà vệ sinh ha. Đó, nhà vệ sinh của mình nè, làm rất là xịn sò luôn nha. Nhỏ gọn xịn sò ha. Dáng đẹp lắm ha. Rồi, xe qua đây. Vòng qua đây. Bếp. Ha. Cửa là cửa bốn cánh nha. Đó, lót gạch ra bóng kiến ha, điện dính nước chính luôn nha, đồng hồ điện dính nước chính, chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên, nó ngay trung tâm luôn ha. Cô chú chị bạn đâu có con em mà đi học ở Sài Gòn nè, muốn mua căn nhà cho ở cho gần thì nhớ coi căn này để tìm hiểu căn này nha. Rồi, cái này là cái nhà vệ sinh nè, đóng cửa lại đó, cửa lùa ha, để qua ha. Rồi mời cô chú chị bạn lên trên lầu ha. Căn này là 1 tỷ 850 triệu ha, giá này còn bớt lọc, còn thương lượng nha. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Hữu Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh nhà đất Sài Thành nha. Hữu Hồng sẽ mở cửa cho cô chú chị bạn xem nhà và gặp trực tiếp chủ nhà luôn nha. Rồi lên lầu ha, cầu thang là mặt gỗ, mặt đi bằng gỗ, mặt bên bằng kính cường lực nha. Đây là cái sàn ở trên lầu 1 nè, cầu thang lên lầu 2 nè ha. À, đang đứng cầu thang đi lên lầu 1, bây giờ lên lầu 2 nữa nè. Đó, ban công lấn ra thêm được một phần nên nhà mình cũng khá rộng khu vực này ha. Đó, cô chú chị bạn nhìn thấy không? 1 tỷ 850 triệu còn thương lượng ha. Ngay trung tâm luôn nha. Hẻm thông ha. Đó, cửa mở lập lùa ra lớn ha, máy lạnh này tặng luôn nha. Đó, cầu thang xuống dưới nè, cầu thang đi xuống dưới nữa và cầu thang lên trên nè. Đây bằng kính cường lực ha, toàn bộ đây bằng kính cường lực nha, kính cường lực nha cô chú chị bạn, đây là kính cường lực nè ha, kính cường lực nha, kính cường lực ha, đây cũng vậy ha, kính cường lực nha. Đây cửa sổ mở lật lùa ha, đã bằng kính cường lực hết á nè. Đèn led âm trần ha. Rồi Vũ Hồng quay lên trên cho cô chú thì bạn xem nữa. Vũ Hồng kết thúc video qua nhà nha. Vũ Hồng xin nhắc lại địa chỉ là 51/9A đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, giáp ranh quận 3 ha. Ở đây trên lầu nè ha. Ở trên là đóng trần bằng nhựa giả gỗ nha, nhựa giả gỗ ha. Đó, giờ mình bên đây thì tường ốp nhựa PVC ha, ốp nhựa PVC ha, cao ráo ha. Đây là dán nha, dán tường ở trên là ốp nhựa PVC. Ở đây về mình gắn kiến nữa là dài nha. Một trệt hai lầu chủ quyền Hồng, mua bán ký công chứng sang tên nha. Cô chú chị bạn nhìn ha, ốp chủ ốp nhựa rất là sạch sẽ luôn nha. Về mình làm thêm cái vách, ở đây là vách nhôm, kính cường lực hoặc là bằng sắt mình hàn lên, rồi mình bắt sơn bo vô, hoặc là cao cũng được ha. Thì cái nào cũng được, miễn sao thành cái phòng thôi. Cầu thang đi xuống đây. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại là địa chỉ nhà mình là 51/9A,
đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, giáp ranh quận 3. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên lạc với Hồng qua số điện thoại 0933797979 ha. Giá là 1.850 nha. Giá là 1.850 triệu ha, giá này còn thương lượng nha. Cô chú anh chị bạn hãy gọi cho chú Hồng để đi xem nhà ha. Đây là mình kéo vô đóng nè, đẩy ra đóng giật luôn rồi. Cài lại ha. Đây cũng vậy. Và ở đây cũng vậy ha. Cài lại ha. Chú Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình nha cô chú anh chị bạn. Căn nhà mình địa chỉ là 51/9A, đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nằm gần ngay chỗ chợ Hoa, gần ngay chỗ cho khu ẩm thực của chợ Hoa Hồ Thị Kỷ, gần chợ Campuchia, là cái chợ trên Lê Hồng Phong, đường Lê Hồng Phong á. Căn nhà mình á thì có chủ quyền Hồng. Nhà thì kết cấu một trệt, hai lầu. Ngay trung tâm của quận 10. Phường 1, quận 10 giáp ranh với quận 3 luôn nha. Ở đây thì đi lại ở đâu cũng gần hết á. Nhà thì nằm trong khu dân cư hiện hữu ổn định. Thì căn nhà này là chủ kêu bán giá chỉ có 1.850 triệu thôi. Thì cô chú chị bạn nào quan tâm thì hãy gọi cho chú Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh Nhà Đất Sài Thành. Chú Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú chị bạn xem nhà và gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả ha. Nếu cô chú chị bạn đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì hãy đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo sớm nhất từ kênh Nhà Đất Sài Thành. Còn nếu thấy bạn bè người thân của mình đang có nhu cầu thì mua một căn nhà dưới 1.850 triệu thì hãy chia sẻ video clip này cho họ để giúp cho họ tìm hiểu thêm và mua được một căn nhà như ý ha. Giúp người thân mình tìm hiểu mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú chị bạn. Xin nhắc lại địa chỉ nhà mình đó là 51/9A, đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, giáp ranh với quận 3. Nhà mình thì nằm kế bên cái khu ẩm thực của chợ Hoa Hồ Thị Kỷ, gần chợ Campuchia, chợ Lê Hồng Phong á. Căn nhà này thì nằm ở một vị trí rất là đắc địa luôn ha. Chủ nhà cần tiền nên chủ bán giá là kêu bán giá là 1.850 triệu. Giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ luôn nha. Nếu cô chú chị bạn xem nhà cảm thấy ưng ý thì hãy đi theo chú Hồng gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha, để mua được căn nhà. Rồi chú Hồng cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết video quay nhà 51/9A, đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những video quay nhà lần sau. Xem xong nhớ cho chú Hồng một like ha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.